hàm lượng kỹ thuật công nghệ và trình độ của cán bộ công nhân viên các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN nói chung, lực lượng cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp về bảo dưỡng sửa chữa nói riêng đã góp phần quan trọng vào việc hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là những đánh giá tại tọa đàm sáng tạo làm chủ công nghệ trong hoạt động bảo dưỡng các công trình dầu khí do PVN và báo lao động tổ chức vừa qua tại Hà Nội. Trong bối cảnh vô cùng phức tạp và khó khăn của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm sâu, khi chuyên gia không thể sang Việt Nam, nguồn kinh phí hạn hẹp, các đơn vị của PVN đã thành công hoàn thành bảo dưỡng giàn khoan Đại Hùng, nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy đạm Cà Mau, cũng tại đây, các đại biểu tham gia tọa đàm đã khá kinh ngạc trước hàng loạt kỷ lục mà các đơn vị dầu khí đưa ra như những kỷ lục thời gian hoạt động liên tục được phá vỡ, chẳng hạn như nhà máy lọc dầu Dung Quất đã duy trì hoạt động liên tục 1.800 ngày, nhà máy đạm Cà Mau vận hành liên tục 330 ngày, chi phí tiết kiệm trong bảo dưỡng sửa chữa cho mỗi nhà máy lên tới hàng triệu đô la Mỹ một năm. Có thể khẳng định, với đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm làm chủ công nghệ bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy lớn có công nghệ tiên tiến về lọc hóa dầu chế biến khí điện đạm pvn đang đặt mục tiêu đưa dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa các công trình công nghiệp vươn tầm quốc tế